Trại làm gì? Bốn phương là trời. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Có lúc đi nhiều người, có lúc chỉ có một mình ta. Có lúc đi nhanh, có lúc đi chậm, nhưng nhất định là phải đi. Bây giờ đã là 11 giờ rồi, nhưng mà Việt Giác chưa có chịu cho Vũ bay. Thật là buồn đó hả? Vũ sẽ chờ Việt Giác, cho Việt Giác cơ hội 2 phút nữa. Nếu như không chịu gọi tên Vũ lên máy bay thì chờ tiếp. Không, đằng sau lưng của Vũ là hiện tại là rất là nhiều người đang chờ đợi chuyến bay đêm như thế này. Nói là nếu như các bạn mà chúng ta có những cái chuyến bay đêm thì tôi thấy là cũng rất là hợp lý, bởi vì cả một ngày chúng ta có một ngày để chúng ta làm việc đúng không? Còn ban đêm thì đằng nào mà chúng ta chẳng mất một đêm, cho nên đi ban đêm thì cũng hợp lý. Tuy nhiên thì các bạn phải trả giá bằng việc là chỉ chờ đợi. Chỉ chờ đợi. Buồn ngủ lắm rồi các bạn ạ. Cuối cùng là cũng tới Đà Nẵng rồi bà con ơi. Món trong thiên hạ nhiều vô số kể, nhưng ta chỉ thích món quê hương ta. Các bạn nghe câu lầu của Hội An. Mãi đỉnh. Và rồi, dù hành trình đó có một mình ta, vẫn phải đi, vẫn phải bước, tiến về phía trước.